xong cái mình ra mình căng cái mình tính tiền thôi mấy bạn, rồi xong cái mình đi câu ghẹ. Muốn ăn cái này không, mua cho ăn sushi nè các bạn. À, được ba em. Rồi, để em đi lấy cái thùng, quá đã luôn. Tưởng gì cong ngay cá không ăn được. Vậy vậy nó mới hay. Đó, cô nhớ nhện nó spider crab. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã trở lại với Lulun TV. Bữa nay hai vợ chồng của Lulun đi câu ghẹ mấy bạn. Mình trước khi mình ra chỗ câu ghẹ đó, mình ghé ngay cái nhà hàng buffet này. Hồi đó mình có đi với anh John á, mình quay cho mấy bạn xem cái nhà hàng này rồi mấy bạn. Nhưng mà bữa nay hai vợ chồng của Lulun tới đây mua cơm phần đi ra ngoài chỗ câu ghẹ đó. Bạn ăn tối không? Sẵn câu ghẹ với lại ghé đây mua đồ ăn tối. Mình có đồ ra ngoài mình đã đai không? Rồi sẵn đây mình quay cho mấy bạn biết luôn á, ở đây là mình có tới đây mình mua cơm phần mình đem ra được nha. Nha Mizumi, Mizumi. Rồi mà mấy bạn biết á, mỗi cái vô đây không mua cơm phần á là nó có giá cả nó khác hết. Nếu mà mình mua đồ nóng á, thì giá khác, còn đồ biển á, giá khác. Rồi cá sống á, cũng có giá khác nữa. Mình có để mấy cái giá cả trên cái màn ảnh cho mấy bạn biết á. Rồi bây giờ á, mình đi vô mình quay với mấy bạn chút xíu rồi mình mua cơm phần mình đem đi câu cua mấy bạn. Chỗ này ở Mizumi các bạn, buffet and sushi ở Sunny Isle Beach. Bây giờ mình mời các bạn đi vô trong. Chỗ này nó gần cái chỗ câu ghẹ có 5 phút à. Mình chạy xuống ngoài mình đợi chút xíu luôn. Giờ mình đi vô trong. Nè các bạn, mình lại đây mình lấy rồi cái mình đi ấy đồ ăn nè. Nghĩ cái hai cái đi ha. Hai cái đi đứa, một cái dễ dễ hơn. Có súp có giá luôn. Okay. And then you wait it. Okay. Mình lấy xong cái mình đi lên ngoài trước là người ta cân cho mình nha các bạn. Rồi người ta tính tiền. Bởi vậy mình tới đây mình mua mấy cái đồ ăn á. Mấy cái đồ xào á thì giá nó rẻ, còn mấy cái đồ mà thịt cá sống hay là sushi này kia thì ta bán một miếng các bạn. Dạ, sushi thì bán mỗi miếng hình như là một đồng mà mấy chục sen. Mình đi câu cá mình đâu có ăn mấy cái này đâu. Dạ. Có như là cái cua nữa em. Dạ. Mỗi giá nó khác. Ngày nay thấy ngon không các bạn? Dạ. Nè. Muốn ăn cái này không, mua cho. Ăn sushi nè các bạn. Chỗ này là đồ xào. Anh sẽ mua đồ xào á. Anh luôn mua đồ xào. Chắc hồi mình mua mấy cái đồ cá sống với đồ nóng. Ném qua bển cho anh luôn. Hồi anh ăn, anh xào cái gì? Thịt bò hả? Anh muốn ăn thịt bò với lại đòn bông với lại mì hả? Hai cơm. Mì. Em qua bên đây ha. Nè, anh này anh đang xào nè các bạn. Hai. Đang chiên cơm. Còn bên đây là súp nha. Đó, paramiso, wonton. Đây là steam dumpling. Cơm chiên, mì. Có crawfish and mussel. Cái crawfish nha các bạn. Thank you. Này nè. Cá. Nhà anh Lưu lấy. Anh làm dễ vậy nè. Cái người ta xào cho anh. Theo dắt. Mình xào cái kiểu theo giá gì á. Em có muốn ăn xào súp không? Không anh. Không anh. Anh okay. Dạ. Ok, giờ em muốn ăn cái gì thì lấy đi. Ok. Em lấy chút xíu đồ ăn vậy thôi hả? Anh lấy cái miếng miếng vậy. À. Có đầy đủ giống như em đi ăn buffet. À, mấy bạn thấy không? Nhiều nhiều món để mình lựa lắm mấy bạn. Ở đây có dumpling nữa nè. Mà mình lúc mà mình mua mấy cái này á, giá như có 9.99 đồng một phao à. Nhưng mà mình mua mấy cái đồ biển không á thì nó lên chút xíu. Ở đằng kia em lấy cho anh mấy cọng sườn nha em. Cho mấy cọng sườn, mấy cái spare ribs á. Đó, à hết, cho mấy cọng sườn này nè. Đó, lấy cho anh 3 cọng đi. Ok, 3 cọng. Đó, lấy 3 cọng.
lấy chung kia hả? Cộng hả? Cộng em biết cộng nào có ngon đó. Rồi, đây là đó. Qua phía bên đây canh này đến đây xào cho luôn. $9.99 sao? Nếu mà mình xào cái này á. Còn nếu mà mình không có muốn ăn cơm phần á mấy bạn, mình đâu đây nè, cái chỗ này nó rộng lắm, mình vô đây ngồi đây nè mấy bạn thấy không? Quá trời người luôn á. Giá cả cũng bình dân lắm chứ không có mắc đâu. Đồ biển sushi đó, nhóc ở bên kia hết luôn á, nhiều lắm, nó có nhiều món lắm. Nãy em có đi cho ta coi hết chưa? Có. Em lại coi gì cho em xem. No sweet. Xong hả? Ok. Dạ các bạn này đang xào cho anh nè. Xong cái mình ra mình căng cái mình tính tiền thôi mấy bạn. Rồi xong cái mình đi câu ghẹ. Không, mình đi câu cá, câu cua, câu ghẹ vậy đó mấy bạn mà muốn tiền á. Thank you my friend. Mà mình chơi vậy nè. Để anh cho anh bạn này mấy đọc cái. Em đi nha. Để mình trả tiền. Ok. Đó, hai phần. Rồi giờ mình lên căn. Tại mình không có ăn sushi được các bạn, đi cái không có ăn liền á. Phải lạnh không? Dạ, phải lạnh ăn liền để thôi. Quá trời nhiều luôn á. Dạ. Có này đồ ăn ngon lắm. Anh bữa nào mình dắt con mình lên đây. Dạ, quá trời đồ ăn luôn nè. Mấy cái sushi này là ngon lắm á. Mình không đi câu ghẹ nay là mình vô mình ăn rồi. Rồi ở bên đây là dessert nha các bạn, đồ salad bar nè. Salad. Anh đang làm bánh nè. Nước xay. Giờ mình ra mình cân để tính tiền. Có cái cân anh ta để lên, người ta tính cho mình nè. Ta coi đồ ăn gì á. Dạ. Yeah. Này các bạn, cái cân ở đây nè, thấy không? Xong người ta cân á. Người ta tính tiền cho mình. À, các bạn, mình mua hai phần này, ta tính mình là 38 đồng mấy chục sen nha. Giờ xong mình đi câu ghẹ. Mười mấy đồng phần. Giờ mình đi. Rồi mấy bạn, mình xong mình mua cơm phần xong mấy bạn biết không? Mình vô đây mà mình có mua mà to go á. Ok, để luôn nói cho mấy bạn biết. Cái mấy bạn nào mà vô mà cũng như mình ăn tôm hay là scallop hay là cái này kia đó là cái giá nó tính khác nha mấy bạn. Nó tính mình 13.95 một pound. Instead of 9.99, 13.95 một pound hả? Uh-huh. 13.95. Dù cho mấy bạn có một con tôm á là người ta cũng tính 13 đồng. Dạ đúng rồi, nó thấy một con tôm thôi nó cũng tính nữa nha các bạn. Thà là mình lấy số lượng nhiều đi mà cái giá cũng tính 13 đồng mấy, nhà mình lấy không mấy con tôm á người ta cũng tính rồi hả? Đúng rồi. Thì này tại lần đầu tiên luôn lên mua kiểu này bị lỗ mấy bạn. Dạ bị lỗ. Nhưng mà không sao. Rồi mình cho mấy bạn biết là nó như vậy. Giờ mình có mấy cái ớt cái này. Ớt nè. Mình bỏ vô đi. Con hỏi này cay bánh xác luôn. Rồi giờ mình đi câu ghẹ em. Ok, let's go. Các bạn giờ mà trong khi chờ đợi kiếm chủ đạo anh luôn, đói bụng quá. Anh ngồi anh ăn luôn. Mấy bạn biết không, để lúc nãy nè, mình á
lại cho mấy cái chỗ buffet nào mà mình mua đồ ăn to go á bạn, mình bị lỗ biết không? Tại vì vô mình ăn có như hai mấy ba mấy đồng à? Ba mấy đồng một người. Ba mấy đồng một người mà mình ăn thoải mái luôn. Còn cái này mình mua hai cái phần này nó căng lên á, cũng mười mấy đồng phải không? Có miếng cá, có miếng tôm là nó tính 13 đồng 95 hả em? Ngon, ngon. Mình kiếm được chỗ đậu xe nha các bạn. Bây giờ anh Lưu xuống đồ. Mình đang ở Sunny Isle Beach nha. Chỗ này có cái pier. Lưu Linh cũng tới đây mấy lần câu ghẹ cho các bạn xem rồi đó. Có cái pier, cái mình tới đây mình câu. Rồi trong trước khi mình vô chỗ câu cá đó các bạn, là có cái nhà hàng. Bởi vì lúc mà mình vô á, người ta tính mình 10 đồng mình mới được vô cổng mình câu nha. 10 đồng người nào mà câu á thì tính tiền, còn Mỹ Linh không có câu thì người ta không có tính tiền của Mỹ Linh. Mỹ Linh mà... tới đây ăn nhậu. Rồi mỗi người á các bạn, mình chỉ có đem được vô 3 cái cần câu thôi nha. Người ta không có cho mình đem hơn. Bây giờ mình chuẩn bị mình đi vô. Mình đâu cần đem gì nhiều đâu, không. Mấy trứng gà. Xe. Rồi bây giờ và kéo đi vô nha các bạn. Nay là cuối tuần. Nay thứ bảy bây giờ rất là đông luôn. À, các bạn cái này là có ở dưới là bãi biển của gia đình á, là trẻ em tới đây tắm cũng là rất là sạch sẽ luôn nha các bạn. Có nhà hàng trước mặt của Mỹ Linh á, mình có câu cá xong mà có đói bụng á, vô trong đó ăn. Cái chỗ này cái biển này á, cho mấy bạn biết là rất là sạch sẽ luôn á. Nó ở dưới biển nè, mình cho các bạn cái xem. Cái này rất là sạch sẽ luôn, tại vì tới có mùa có rong rêu đồ em. Nhưng mà giờ này là đẹp nè. Đúng rồi, cái mùa này là rất đẹp. Mùa này đẹp nè, các bạn thấy không? Ở dưới là biển. Đó. Giờ mình đi vô là người ta sẽ tính 10 đồng cho những người có cần câu nha. À, bữa nay cái anh làm anh dễ thương lắm, anh nói thôi tao không lấy tiền tụi bay đâu. Anh cho mình đi vô. Dạ. Thấy vui không các bạn? Bởi vì mình phải đi qua cái đường nhà hàng này nè. Đó, rồi ở dưới là người ta đang tắm biển. Dưới đây là giờ giấc này nha. Đó, giờ giấc để câu cá. Rồi khi mà mình ngó ngược lại là thấy không, người ta đang tắm biển ở dưới đó. Thấy mấy cái view điền không các bạn, rất là đẹp luôn. Thành phố ở Florida Miami nha, Sunny Isle Beach. Anh bữa nay đông người quá ha luôn. Mình tới cái chỗ mình ưa ngồi nè, bây giờ anh Lưu sắp xếp đồ xuống ha, là thả mấy cái bẫy để câu ghẹ đó. Này không biết có ghẹ không nha, tại lâu quá mình không có đi câu ghẹ. Thèm, nay thèm ghẹ. Thêm các bạn, phía trước mình là người ta đang câu cá nè, quá trời người luôn, bữa nay là đông lắm á. Mình không biết người ta có câu được cái kia không. Các bạn bữa nay anh Lưu mua thêm cổ gà nữa nè.
ảnh mua đùi với cổ luôn, xong cái ảnh bỏ vô cái cho nó có, nó có nhiều mùi á, tặng cho mấy con gà nó lại nó ăn. Ủa con bịch nhiều vậy hả anh? Hả? Nhiều không? Nhiều. Rồi xong cái anh Lưu để đùi gà vô nè, zip tay lại dục xuống. Là chờ thôi, là lụm thôi. Là ngày mai có cua ăn thôi. Đâu mà để câu này vui lắm mấy bạn. Dạ cũng lâu lắm rồi mình không có ra đây. Cái gì giờ không biết giá cho bữa nay có nha. Có ghẹ nhiều nhiều về đi về. Mình nấu cho các bạn thưởng thức. Thưởng thức. Cua ram me hả? Ghẹ. Ghẹ 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 xào me ram me. Rồi bây giờ anh Lưu thả xuống nè các bạn. À. Đó. Giờ đợi cho gà nó ăn rồi cái mình kéo lên thử ha. Bây giờ anh Lưu chuẩn bị câu nha. Lâu quá anh không có câu, không biết anh có bị lục nghề không nha. Bây giờ mới biết. Không ngày lâu lắm rồi anh Lưu không có đi câu. Rồi chuẩn bị. Ở đây các bạn có mấy gia đình mà ở ở trong mấy cái building này nè, á người ta ở đây nè. Cái chiều á là mình thấy người ta ra đây, người ta chơi, người ta dắt mấy đứa nhỏ vô câu cá hoặc là đi hóng gió. Bởi vì các bạn nào mà có tới đây chơi á, hoặc là đi câu cá nhớ léo lạnh theo nha. Tại tối á, gió lạnh dữ lắm. Và anh Lưu chờ đợi nè, không biết có cá cắn câu không. Trong khi mình chờ đợi mình có cái rãnh cũ mà các em. Kéo lên thử đi anh. Đây sao. Coi có ghẹ không nha, nãy giờ để cũng hơi lâu rồi á. Có con gì ăn không? Chưa. Chắc đợi tối chút xíu hả? Chưa có gì ăn hết. À, các bạn trong thời gian anh Lưu câu cá đó, mình ăn đồ ăn của mình hồi nãy mình mua nè. Đó, thấy không? Cái phần này á, người ta tính mình 11.95 một phao nha. Nếu mà có miễn, miễn sao mà có một miếng xi phước thôi á, đã tính mình 11.95 mà không mấy là có 9.95 mà các bạn. Để Lưu với mình ngồi à. Đi đi nạp cái. Ừ, nãy mình lấy đâm liền. Ngon luôn. Giờ đợi cá cắn câu các bạn ơi. Đi câu cái này xuống. Nó tấp lại hai cặp ở đây hứng gió trời. Vừa hứng gió vừa ăn. Ngon luôn. Giờ nó đây có trà bia nữa hết sảy ha. Ít chống đau bụng lên luôn. Nãy mình có mua Starbucks. Mình mua Starbucks mình đem theo. Không biết này có gà không ha. Nãy giờ chưa thấy gì hết á. Để trời tối xíu. Không biết giờ mấy giờ nữa. Khát nước anh luôn. Có đem nước chống đau bụng theo nè. Dễ gì mà không. Nay Lưu uống bia mới. Có cá hả? Tao mới ăn coi. Phải không? Phải cá không? Cá cua. Gà hả? Cá gà, lồng cái nắp dùng qua đây.
Dạ anh Lưu, bắt đầu kéo lên coi có ghẹ không nha. Này nặng hết Lưu. Có hả? Có. Ôi đừng gớt nó nha, đừng gớt nha. Con nó bự lắm á. Gớt con. Nè, được có nè các bạn, con này bự lắm nha. Đây con ghẹ đực. Nè, ghẹ đực nè, bự quá đã luôn. Rồi nay có ghẹ nha các bạn. Được một con. Cái chừng cắn, muốn em lấy thùng lại không? Nó dữ lắm á. Được một em. Vậy nè, nay ok. Hả anh Lưu ha? Quá ok rồi, có một em rồi đó. Biết có nhiều không nha? Có ghẻ anh Lưu? Có. Giờ là bắt đầu tối rồi nha các bạn. Anh nghĩ tối với là... được ba em. Rồi để em đi lấy cái thùng, quá đã luôn. Hồi nãy được một em ở đây, giờ thêm ba em nữa. Can you see? Definitely. It's a female. Yeah. Nó dữ. Này ghẹ cái không ha? Mấy con ghẹ này ngọt lắm nha các bạn. Ghẹ bông. Nó không có mấy con cái nó không có bự. Dạ mấy con ghẹ đực mới bự thôi, còn mấy con cái nó nhỏ vậy nè, người ta nói nó không có lớn được nữa. Nó chỉ nhỏ nhỏ vậy đó. Vậy là có lý nha. Thấy bự á anh. Được một con. Hai con luôn. Hai con hả? Quá. Nè. Oh. Nó đang làm tình yêu. Được hai con cái. Đã chưa? Thêm nữa cái thứ ba nha. Anh nói nặng mà. Có hả? Trời, có con nhỏ xíu. Một cái mà này được mà. Mấy bạn thấy không, mấy con ghẹ này nó bông vậy đó mấy bạn. Ghẹ bông. Bây giờ là 8:30 tối nha các bạn. Còn tiếng rưỡi nữa mà sẽ tiếng rưỡi nữa người ta đóng cửa. Ở đây 10 giờ người ta đóng cửa. Đây, nhà hàng mà đóng cửa là mình cái cổng này cũng đóng là luôn. Thành phố. Không biết câu được con cá nào không ha. Thành phố ban đêm là thấy đẹp không các bạn? Mấy cái building này tối cái có đèn lên đẹp lắm. Dính câu mà không biết dính chi nha. Cua ăn hả? Có tỏi không? Ở đây em thấy ghẹ nhiều hơn, nãy giờ chưa thấy cá cắn câu các bạn ơi. Ghẹ không thấy không? Ăn hết mồi à. Còn ăn miếng gì đó. Thấy chi không? Em thấy nó đang dính nè, be careful, be careful. Hai con hai bên luôn. Con. Mà con này có trứng mình phải thả lại rồi, uổng còn, không? Trứng còn không. Dạ, yeah. Giữ được con. Mình giữ được con. Con cái là nhỏ không à?
còn ghẹ nào mà nó có trứng á, các bạn nhớ thả lại nha, đặng nó có baby rồi cái mình mới bắt tiếp được. À, cho các bạn mình xem mấy cái trứng á. Nè, cua cái có trứng gì nè các bạn. Giờ mình đem mình thả lại. Lưu dính cá các bạn ơi, nãy giờ dính cá lâu lắm rồi, mấy tiếng đồng hồ mới dính được con cá nha, đừng làm sảy nha Lưu. Nó coi được cá gì đây, thấy không? Đó. Lady fish, it looks like, I hope it's not a bonefish. Oh, it's a bonefish. Cá này ăn nó được không? Cá này phải thả lại các bạn ơi, mấy con này xương không à, ổn không? Tưởng cái gì? Tưởng gì, công ngay cá không ăn được. vậy nó mới hay. Rồi. Mấy bạn thấy mình giỏi không, mình câu cá đó, cá ăn cũng được không à? Rồi bây giờ lại ấy nhẹ đi, đó là câu chuyện của anh Lưu. Câu cá, cá ăn cũng được mà cũng dính cá nha các bạn, chứ không phải không dính nha. Bây giờ mình đi. Thấy nhiều nghe. À, see something. Giờ tối quá mình không thấy đường các bạn ơi. Yeah. Ô, có dính nè, được hai con. Ờ, có con spider. Dạ. Yeah. Cái con spider nè. Ờ, cua nhện nè các bạn. Con này nhìn ghê quá. Cái con này ta nói ăn ngon lắm nhưng mà không ăn đâu. Nhìn thấy ghê lắm nè. Cô nhớ nhở nó spider crab. Cho nó đi xuống đi. It's a spider crab. Con này có trứng, con này cũng phải giục lại. Nó trời anh Lưu sao cái... Để giục qua bên đây. Cái gì dính anh cũng giục qua đây. Để nổi bên. Ok. It's a spider crab nè các bạn. Này phải bỏ nó lại, nhìn nó thấy ghê không? À, anh Lưu mới kéo lên nè. Ba em như có một em phải giục lại không? Rồi bốn nó ra ra luôn đó. The crab. Có seaweed. Bởi vậy anh Lưu nói nặng. Nặng tại seaweed nè. Quá chị kêu seaweed có, luôn. Có anh đực nè. Có anh đực nè. Anh đực này bự mới đã nè. Đó, thấy không các bạn? Còn cái chị này là phải giục lại rồi. Chị đang có baby. Đã ha. Ơ, chị chạy đây nè. Dột xuống. Xong mình lượm siwi mình dột xuống anh ha. Em dột cho. Dơ á. Câu ghẹ không có mà có rong riêu không à. Mấy bạn biết á, mình á là đây không phải là để câu cá hay gì nhiều á mấy bạn, chủ yếu á là hứng gió biển á với lại ngắm cái cảnh Miami, thành phố Miami của mình đó mấy bạn. Mấy bạn thấy nè, tối cảnh đẹp ghê không? Đi sẵn á, mình đi câu ghẹ luôn chứ không gì hết không? Là đây tốn tiền đậu xe mấy đồng em? 7 đồng. 7 đồng à? Rồi mình mua đồ ăn hết 3 mấy đồng, rồi mua mình nước chống đầu bụng hết cũng 2 mấy đồng. Ra đây ngồi hai vợ chồng ngồi nói chuyện hứng gió chơi vậy đó, lại cái kéo ghẹ lên để có ghẹ ăn chứ không gì hết đó. Nhưng mà cái không khí nó đã lắm, cái mình khó giải nghĩa được lắm mấy bạn. Mát lắm, mát. Ờ nó mát gió. Nó thoáng lắm nó cái, yeah. Cái lúc mà mình hửi mình hít vô á nó đã lỗ mũi mình lắm. It's like relaxing á. Quá đã luôn, với lại bữa nay á luôn uống bia của Tây Ban Nha nè. Barcelona. Lưu thử bia mới. Ngon lắm á, bia này ngon dữ lắm luôn mấy bạn. Giờ mấy nhỏ xách thằng câu vô câu nè. Ở đây à. Mấy ảnh ở đây. À, các bạn ơi, bây giờ cũng tối rồi, bây giờ là mình dọn dẹp
mình đi về. Ước anh ghé chạy nè. Mình câu được bao nhiêu ghẹ bữa nay cũng ok đủ cho về luộc ăn hết luôn. Không có được nhiều giống như mọi bữa các bạn. Bây giờ cũng tối lắm rồi, mình đem lên cái mình lấy mấy cái lưới này mình rửa lại, tại vì nước biển á là sẽ xét hết đồ là nó hư là mình không có xài được nữa. Và anh Lưu kéo đồ lên. The bottom baby. Rồi các bạn, bây giờ người ta có để cái chỗ nước ngọt ở đây nè, xong cái mình rửa cho nó sạch nha, tại vì nước biển á là nó sẽ bị xét. Xong giờ anh Lưu rửa để thôi, xét nó hư hết chứ mình xài không được nữa. Tiện lắm, mình câu được chúng cá thì mình lại đây mình làm cá mình luôn. Nhưng mà anh Lưu câu được một con cá thôi nha. Câu con cá mới dục lại nữa mới ăn. Nhưng mà cũng phải dục lại. Cái đó mới hay á. Mấy bạn nào muốn thử vậy không bao giờ được đâu. Có một mình làm được thôi mấy bạn. Mấy bạn muốn thử là khó lắm. Gặp khó cái lắm. Con mà ăn không được nữa. Rồi các bạn ơi, thôi bây giờ cũng trễ rồi. Lưu Linh sửa soạn đi về. Lưu Linh cũng xin tạm ngừng video ở đây luôn nha. Lưu Linh chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn nhớ cho Lưu Linh cái thumb up, cái subscribe để ủng hộ cho Lưu Linh để có những video tiếp theo. Bye các bạn. Bye, hẹn gặp lại sau. Ô, quay sang cái kết quả của mình này là để cái tổ lại cho mấy bạn coi ghẹ mình. Rồi bây giờ bữa nay là mình câu được bao nhiêu đây? Kết quả của mình là vậy nè mấy bạn. Kết quả nè, được như đây mấy em ghẹ cũng được mười mấy con luôn. Khá à. Không có nhiều nhưng mà cũng ok. Khá lắm á. Nè. Thấy không? Ok nha các bạn. Mình bỏ vô nước đá này cho nó ngủ. Bạn nó không có bò tùm lum hồi mình về á dễ hơn. Hả? À, nó mới kẹp mình nữa. Ai. Giờ về đủ mẹ con mình ăn rồi đó em ơi. 4 5 6 7 8 9 14 con. Được 14 con gà. Rồi. Thôi bây giờ mình đi về. Thank you. Giờ mình đi ra nhà hàng trước mặt mình đó nha các bạn. Giờ người ta đang ăn tối.